Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Sir Play. Và hôm nay mình sẽ cùng đến với một tựa game mobile. Đấy là game cá lớn nuốt cá bé. Nhưng mà game này có tựa đề là Hungry Sequel, có nghĩa là game cá mập ăn cá mập đói đấy. Cá mập đói và ăn mọi thứ, tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Ok, mình không làm ngoan nữa. Chắc các bạn đã chơi qua rồi. Let's go và chơi thôi. Mình có chơi thử cái game này, cảm thấy rất là hay, quyết định làm video này các bạn. Ok, giờ thì come on nào. Mình chưa hiểu rõ lắm, mình cứ xuống biển và mình đi cắn thôi, cắn hết tất cả mọi thứ. Ok, come on yeah. Mấy con cá nhỏ này thì không tính chuyện. Wow, có người này, người bơi này. Bơi làm gì em? Có người bơi này. Bơi này mình... game này rất là kinh dị. Các bạn đảo yêu tim đúng xem nhé. Ăn tất cả mọi thứ. Bơi này Con chim à Bơi này lên bờ rồi. Bắn á nào, bắn đi các bạn ơi. Sợ quá. Mình là vô đối rồi. Chúng mày đâu tránh ra cho anh đi. Dạ. Chưa chơi game một lần rồi. Con cá của mình thì rất là ghê. Đấy, mình dừng lại tí cho các bạn xem nhé. Đây, mình trang bị cả tên lửa trên người. Nó có cái răng, nó nhìn như là cái máy cưa vậy. Ở dưới là có cả, nó là vua của các loài cá mập, cầm cái quyền trượng và đợi cái vương miện của cái bọn. Ôi, mình bị chảy máu. Va vào đá lại bị chảy máu hay sao ấy, cái này. Mình đang tăng tốc. Come on. Ở đây không có gì cả. Wow, cá vàng. Đấy rồi, ngon lên bạn nữa rồi. Trên đây có gì chơi không? Chết đầy cá, Mình không biết làm thế nào để mà sử dụng cái... Chịu. Wow, mình mới ăn một cái con gì đấy. Mùi vãi. Ăn được chú. Mình không biết nhiệm vụ của nó là gì nữa. Mình chỉ cứ đi đớp bên này. Come on, lên bờ nào. Yeah. Ôi, đông người quá. Đớp hết. Béo. À, có cái con gì đây. Yeah. Không, gần được. Yeah. Gần được. Come on. Lên nào. Lên. Đâu, không đến. Mình phải ăn được cái chữ cờ ấy. Chui đây làm gì? Có cái đường chui qua đây. Gần được. Ok, coi này. Cá mập bơi thế mà vẫn được đi bơi. Bây giờ bọn này chán xấu rồi. Không thấy mình hay sao rồi. Chữ G. Come on. Lên. Đâu, một tí nữa thôi. Làm đây nào. Lên. Đâu. What the hell. Mình đói. Mình đi ăn. Đói rồi, sắp chết rồi. Chú đây. Không ăn. Ôi, mình to quá, mình không vừa. Ôi, mình chết kẹp bắt kẹt trong đây ơi. Vỡ bồ rồi, lên. Đói quá. Cho tôi ăn một miếng đi các bạn ơi. Come on, không chết. Các bạn, mẹ, mình đã chết trên cạn. Mua mạng luôn. Mình rất là giàu, mình sẽ mua mạng luôn. Anh đến đây. Bắn là cảnh sát, công an, là chiến hết. Bay. Mày đi chơi. Chúng mày đi bơi. À đấy bọn tao cả. Con cá mập cắn đi. Wow. Mày tuổi gì 800 điểm. Vãi, nhiều điểm quá. Cá mập mày, chúng mày tuổi gì mà chơi với bố mày. Chúng mày không có tuổi. Chúng mày không có tuổi. Wow. Ăn cả chim luôn các bạn ạ. Nó lạ lạ này, nó ăn hết chim rồi. Wow, nó bắn mình này. Cá mập. Cá mập này ăn luôn. Quá là to. Wow, nhìn mình ngầu quá. Wow, rất là ngầu. Ăn tất cả mọi thứ trên đường đi. Mình đang rất là đói. Mình là cá mập sở hách rồi. Mình là cá mập đói. Mình sẽ nhảy lên bờ cho các bạn xem. Lên em. Không lên được. Đi bắn. Ok, mình sẽ xuống này. Wow, ăn luôn. Trông đói. Mình rất là đói rồi. Come on. Con mực.
đói rồi, mình đói rồi các bạn, đói rồi, ăn tất cả mọi thứ đi, được rồi, dạ, được rồi, sống thêm một tí, vậy, mày này, người, hết cái ăn rồi, đây là hết cái ăn rồi, à, đói quá, ai có ai cho tôi ăn miếng không, đói quá, oh man, mình lại sắp chết rồi, cắn miếng em ơi, yeah, come on, vào mình vui, được miếng, được mấy miếng, ôi lại đói tiếp rồi, chúng mày chui ra nhiều vậy, vậy, chim này ăn chim luôn, mình lấy được quả bọ, mày, bắn tao, wow, đói quá, sư hách đói rồi. Con gì cắn rồi, vậy? Đừng cắn bố mày. Mày cắn bố là mày ngu quá. Tội ngu cắn bố mày. Tội ngu. Nuốt thế. Sống rồi. sống rồi. Yeah. Ở đâu, nó bắn mình các bạn ơi. Ở đâu, mình bị chảy máu rồi. Mình đang bị chảy máu. Như vậy là mình đã die. Ok, như vậy là mình đã chết. Die đấy, là mình die đấy. Và giờ mình sẽ... Wow, mình mở được con cái này. Con Mega Mao. Wow, mở được con này luôn. Con này nhìn kinh tí. Rich Hump Ticker Sack. Wow, cá mập Ticker. Wow, ba con này. Mình không hiểu nó nói cái gì nữa. Ok, đây là con cá của mình ạ. Đây là con Zumbai xanh. Con cá Zumbai. Ê, mình lấy con cá Zumbai đi. Tăng sức mạnh cho nó đã. Come on. Mình sẽ lấy một biệt đội Zumbai đi tiêu diệt. Tiêu diệt hết bọn cá ở dưới biển. Lên bờ tấn công luôn. Là cá Zumbai mà. Come on. Speed đây là tốc độ này. Còn Whistle đây là... Mình không biết. Whistle hình như là... Kiểu như là nó ăn ấy, ăn nhanh hơn ấy. Kiểu vậy. Con bot này là khỏe hay sao? Ơi mình lấy đồng bọn. Ơi mình lấy đồng bọn đi. Ơi đấy con Phil này. Đấy con Will này, nhìn chứ con kinh dị này với lại. Wow, con. Và lấy con Dam. Con. Ok này, Logan này, lấy con Logan này. Hay là con Dam. Đây con Logan. Ok các bạn. Đủ chưa. Mình gọi trang bị cho nó cái gì đây. Wow. Equip. À đây là dính vào tay à. Được. Dính vào van luôn, à được. Mình sẽ chơi ở biển Arctic Ocean. What? Mình là cá Zumbai à. Mình đi cắn hết mọi thứ. Rất là kinh dị. Cái bài đạo yếu tim mình không nên xem. Come on. Cá chim cái cụ này. Lê bờ nào. Chim cái cụ này. Vỡ tiên. Chúng mày chạy đâu. Ô mà này không thấy mình hả? Mình nắm sao quả bóng mình đi cắn hết. Mình cá Zumbai kinh dị. Wow. Yeah, come on. Wow, mình đi cắn rồi, con nào cắn đi. Mày cắn cá Zumbai hả mày? Cá mập. Wow, nhiều cá mập quá. Map này nhiều cá mập quá. Chiến thôi. Yeah. Tiêu diệt, mình sẽ tiêu diệt hết cá mập. Rồi mình sẽ vào vai là thiện thì mình sẽ không cắn người đâu, mình sẽ cắn bọn cá mập này. Ô, cá mập này nó theo mình các bạn ơi, hay là nó cắn mình nhỉ? Đâu có hai, có ba con mà sao đến năm con theo mình vậy, không hiểu luôn. Ôi cá voi sát thủ. Không cắn được nó to quá. Vậy con đấu luôn. Yeah. Ui. Ăn được rồi. Mình là bá chủ thiên hạ ở đây, không một đứa nào, không một loài nào có thể ăn được mình. Ô, ba con sát thủ đây.
cá voi sát thủ 1000 điểm. Quá là bá đạo. Ở đây sâu quá, biển này sâu thế. Quá wow, lặn mãi không thể tới đáy này. Tới đáy không? Tôi không tới đáy. Ô, cái hố này nữa. Wow, biển này quá là sâu luôn. Wow, sâu các bạn ơi. Ôi, nước chảy ngược. Mình đang đi ngược dòng. Đi ngược dòng và hứng. Wow, mình đang biết ạ, mình đang đi khám phá đại dương. Okay, các bạn hãy đi khám phá đại dương cùng CJ Gameplay à. Và nếu thấy hay thì hãy cho một like. Và đừng ngại ngần gì mà không chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhỉ. Và một điều quan trọng là hãy đăng ký kênh để ủng hộ CJ Gameplay ạ. Chứ là sẽ đi khám rất là ăn hết mọi thứ ở dưới đầu đại dương đấy ạ. Và đói rồi đấy. Kiếm con gì to ăn ạ. Đây, có cá voi sát thủ. Wow, nó cắn đi. Wow. Cắn tao thế. Cắn lại anh em, chiến nó cho anh em. Giết được rồi. Chết rồi còn. Ơ chưa chết. Ô vai nó bị nhiễm độc. Ô nó chết rồi, nó thành xác sống rồi. Anh là cá zombie mà. Mình là cá zombie, mình cắn nó cũng thành cá zombie. Nó thành cá xác sống. Đây và nó tự đổ tung. Ô cá vàng. Ô con này hiếm này. Đâu, mình bị đơ rồi. Đâu, thấy cá vàng mà bị đơ, 3000 điểm. Wow. Thành cá vàng dung bài luôn. Ô cái gì đây? Ăn nó, ăn cái thuyền này. Ôi, bọn nó bắn kia. Người, có người bắn mình. Đâu, hồi mình không đợi hãi người, mình chỉ đi bắt cá voi giúp người thôi. Mình là vai thiện vậy. Yeah, wow. Wow, nhiều người quá, trên đây nhiều người quá. Mình sẽ lấy đà với hút cho vỡ băng các bạn sống tắm cho vui nha. Sống tắm cho vui nha các bạn ơi. Ô, đứng trên lò. Thò bỏ đây này. Ô, thò bỏ vào đâu bắn chết. Bọn người này độc ác quá. Mình có ăn thịt đâu nhờ, mình chỉ cắn chơi mà cũng bắn mình. Oh no, ở đây nguy hiểm quá, ở đây bắn. Wow. Mua lấy mạng nữa chơi đi. đang vui lại chết. Mua bạn đứa chơi nha, mua nốt bạn này là không mua nữa. Mình chơi có hơi gian lận, các bạn thông cảm. Chơi gà hơi gian lận. Come on. À đâu rồi, oh, cảm ơn tao thủ. Cắn con. Chết hết. Cô nhầm, đấy là đồng minh của mình, đấy là đàn em của mình. Cắn nhầm cả đàn em. Wow, thuyền, cắn thuyền luôn. À, tàu ngầm, cắn tàu ngầm luôn. Anh em, cắn tàu ngầm đi, anh em. Wow, con này không cắn được tàu ngầm rồi các bạn ơi, con này yếu lắm, phải con. Ô, kho báo, cắn được kho báo. Ô, tàu ngầm bắn đi, chạy thôi. À, anh ơi, đừng bắn em, anh ơi, chết mất anh ơi, đâu, mình không được chết, mình phải sống. Mình mới vừa mua bạn đâu mà mình không được chết. À, yeah, bọn sứa này cứu sống mình. Yeah, come on, lên nào. Oh, no. Boss. Wow, yeah, sống rồi. Đánh sang cái tàu ngầm bọn nó bắn chết. Yeah, come on. Yes. Cá voi sát thủ. Wow, 5000 nhân đôi. 5000 nhân đôi là thành 10000. Quá là đã. Wow, điểm số người ta gột này. Các bạn thấy điểm mình chưa? 1.600.000 điểm. Vãi cả điểm. Vã kỷ lục rồi. Đâu, mình sắp chết rồi các bạn ạ. Gọi đi, bật được. Có gì chia này ăn được. Các bạn ơi, cho mình ăn đây. Không thể chết như vậy được. Anh em đâu, kiếm mồi về đây cho anh ăn. Anh sắp chết rồi. Anh em đâu, cứu anh. Anh sắp chết rồi, anh em đâu, cứu anh. Như vậy là mình đã được 2 triệu điểm. Chắc con này phải lên được cấp 6 luôn. Cái game này vui phết. Okay, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của CJ Gameplay. Mình dừng video tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Rồi thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.